Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học.cc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series tự học Java siêu tốc, bài 25, tìm hiểu về cha kiểu ký tự trong Java. Trong Java thì kiểu ký tự char được sử dụng để lưu trữ một ký tự. Một ký tự ví dụ như là chữ a, chữ b, chữ c, chữ a nhỏ, rồi là dấu hỏi chấm, dấu chấm than, vân vân. Thì để khai báo chúng ta sử dụng là kiểu dữ liệu này, dấu cách tên biến bằng và chúng ta đặt trong nháy đơn. Nếu các bạn đặt trong nháy kép chúng ta sẽ gặp lỗi như thế này Bởi vì nháy kép chúng ta dùng trong khai báo chuỗi Ở đây chúng ta có một vài ví dụ này Chúng ta có khởi tạo tức là có gắn giá trị Chúng ta đã học trong những bài đầu tiên rồi có khởi tạo mới nị là khai báo đúng không Khởi tạo tức là chúng ta có giá trị thì gọi là khởi tạo Thì chúng ta sẽ gắn giá trị cho nó là một cái ký tự nào đó đặt trong dấu nháy đơn như này hoặc là chúng ta có thể khai báo bằng cách là chúng ta truyền cái mã ASCE vào trong này thì cái bảng ASCII tí nữa mình sẽ cho các bạn xem các bạn có thể search Google là bảng mã ASC hai chữ y ngắn thì nó sẽ ra rất là nhiều những hình ảnh thì chúng ta truyền mã ở đây các bạn nhìn này bên phải mình có trích một chút cái bảng đó ra thì các bạn thấy là ký tự A viết hoa ấy, nó tương ứng với mã là 65 trong bảng ASCII chúng ta khai báo 65 ở đây thì kết quả sau này nếu chúng ta in ra thì nó sẽ trả về là A A viết hoa ấy. còn cái phần cuối này chúng ta sẽ dùng là gì khai báo biến tức là chúng ta chưa gắn giá trị cho nó chúng ta chỉ báo là à cái biến CH3 của tôi là kiểu ký tự thế thôi kiểu tra đây là cái bảng mã ASI mình đã cắt ra và đưa vào đây để các bạn dễ hình dung chúng ta thấy là ký tự A viết hoa vừa nãy đây đúng không ạ và cái mã tương ứng các bạn giống vào cái cột đét này nhé chúng ta thấy 65 không 66 sẽ là chữ B viết hoa 67 sẽ là chữ C viết hoa thì tại sao mình đưa cái bảng này vào Tí chúng ta sẽ có cái phần so sánh nó sẽ sử dụng cái bảng này rất là nhiều các bạn mở IntelliJ, chuột phải vào src new java class. Hôm nay là bài 26. Cách dưới này. Tìm hiểu về cha trong Java. Enter. Trong phần nội dung các bạn gọi chữ main. Enter. Chúng ta sẽ test thử khai báo một vài mẫu đơn giản. Đầu tiên là kiểu ký tự là cha. Tiếp theo là đến tên biến. Chúng ta đặt là ch bằng bên phải chúng ta sẽ để một ký tự bất kỳ trong nháy đơn giả thử chúng ta khai báo chữ a nhỏ nhá chấm phẩy hợp lệ đúng chưa nếu trong trường hợp mà các bạn khai báo trong nháy kép thì thế nào ch2 này chúng ta thử để nháy kép nháy kép này và truyền vào ký tự a nhỏ ngay lập tức nó báo lỗi được chưa nó báo lỗi như này bởi vì nháy kép là khai báo cho kiểu chuỗi các bạn cũng có thể sử dụng số trong bảng ASCII như vừa nãy mình giải thích Giả sử các bạn truyền vào số nguyên là 66 Lúc này các bạn sẽ nhập là 66 nhé Không có nháy đơn đâu Nháy đơn sẽ bị sai đấy Nhập 66 này Thì nó sẽ nhận dạng đây là chữ B viết hoa Trong bảng mã Để kiểm tra chúng ta có thể in ra Sout này CS2 chốt phải Run này Các bạn thấy chúng ta có được chữ B không? Thằng A nó là 65 Chúng ta cứ giống các bảng thôi Tiếp theo thì chúng ta có thể khai báo biến nhưng mà chúng ta chưa gắn giá trị cha này kiểu dữ liệu là cha và tên biến là cs 3 chấm vẩy chị thông báo rằng là cái biến cs 3 nó thuộc kiểu ký tự thôi còn chưa có giá trị đúng không thì cái này chúng ta gọi là khai báo này Đấy, còn hai thằng trên là chúng ta gọi là khởi tạo thì nó là cái kiến thức cơ bản chúng ta học nếu mà ai hỏi chúng ta biết thôi thế nào là khởi tạo thế nào là khai báo thôi khởi tạo là chúng ta có giá trị thì gọi là khởi tạo đúng không còn khai báo chúng ta chỉ khai báo là a à, cái biến này thuộc kiểu dữ liệu nào thôi thì gọi là khai báo. Sang phần 2 là chúng ta sẽ lấy ký tự từ dữ liệu nhập vào. Để lấy thì các bạn vẫn sử dụng scanner để chúng ta cho phép nhập liệu từ bàn phím này. Vẫn có một thông báo là mời nhập vào này. Sau khi nhập xong thì chúng ta vẫn sử dụng string để chúng ta đọc dữ liệu và gắn vào biến. Lưu ý là biến này vẫn là string nhé. Sau khi có cái input này là string rồi thì chúng ta mới khai báo ký tự và chúng ta lấy input chính là cái biến string ở bên trên này chấm tra ất không được hiểu là chúng ta sẽ lấy cái ký tự đầu tiên các bạn lưu ý là string nó sẽ chạy index từ không ví dụ như cái từ mời nhập vào đây các bạn nhìn này cái từ mời đây này, này mời nhập vào thì chữ m ở đầu tiên thì cái index của nó sẽ là không tiếp theo là chữ ơ sẽ là index là một hai vân vân thì cái này sau đến cái phần string ấy mình sẽ dạy kỹ hơn đại loại các bạn hiểu là khi người dùng nhập vào một tá cái cái dòng thì chúng ta chỉ lấy được cái ký tự đầu tiên thôi được chưa ạ chúng ta sẽ lấy cái cha đầu tiên nằm trong chuỗi nhập vào các bạn quay trở lại IntelliJ này chúng ta sẽ dùng scanner scanner để cho phép nhập liệu từ bàn phím sc bằng new scanner system in chấm phẩy câu thông báo này out out mời nhập vào một ký tự hai chấm sau khi người dùng nhập thì chúng ta sẽ khai báo một cái biến string S đi bằng SC chấm next line cái này chúng ta học bình thường rồi đúng không SC chấm next line chấm phẩy để đọc dữ liệu và gắn vào biến S bây giờ chúng ta sẽ lấy ký tự này khai báo một cái ký tự là CSA này rồi set 4 rồi tên biến là set 4 này kiểu ký tự và chúng ta lấy là S chính là cái chuỗi bên trên cha ất và chúng ta truyền index vào như vừa nãy mình giải thích là một cái chuỗi nhập vào nó sẽ có index là 0 này 1 2 3 vân vân ví dụ thế thì bây giờ chúng ta sẽ lấy tại vị trí là không nhá đúng phải bây giờ chúng ta sẽ in ra này add out này ký tự vừa nhập hai chấm ở đây sẽ cộng với set 4 chuột phải run này mời nhập vào một ký tự giả sử chúng ta nhập vào là chữ k đi enter thì các bạn thấy là chúng ta nhận được kết quả là ký tự vừa nhập là cao nhưng bây giờ nếu như người dùng người ta không nhập một ký tự mà người ta cố tình nhập nhiều các bạn nhìn này nó cố tình nhập như này enter à, thì chúng ta lấy cha ất không tức là chúng ta vẫn lấy cái ký tự đầu tiên trong cái đám này còn cái đằng sau này chúng ta không quan tâm cho nên là chúng ta vẫn được một ký tự và người dùng có nhập cái gì thì kệ người ta nhưng chúng ta chỉ lấy gì lấy ký tự đầu tiên thôi nhá. Ở trong trường hợp mà chúng ta muốn lấy ký tự thứ hai thì chúng ta thay đổi thành cha ớt một này này, chuột phải này, run này. Giả thử các bạn nhập vào là AB nhá, ABC đi, enter. Các bạn thấy là ký tự vừa nhập là B không? Bởi vì nó lấy tại cái vị trí index 1, index 0 này, index 1 này, index hai này. Ở đây là mình nói qua phần trình thôi. Nhưng mà thông thường chúng ta sẽ lấy ký tự đầu tiên thôi. Đặt không nhá. Sang phần 3, là so sánh hai ký tự. Các bạn lưu ý là nếu hai ký tự giống nhau nó trả về không. Và nếu ký tự một này, các bạn so sánh nhà ký tự đằng trước này mình gọi là ký tự một, ký tự đằng sau được gọi là ký tự hai nhá Và nếu ký tự một trước ký tự hai trong bảng ASCII thì sẽ trả về số âm. Ví dụ trong trường hợp là chúng ta so sánh là chữ A lớn và chữ A nhỏ, thì cái A lớn này này, nếu A lớn này mà đứng trước thì nó sẽ trả về số âm. Tại sao số âm? Các bạn nhìn này A nó bằng 65 Trong khi đó thằng A nhỏ Nó xếp sau Và cái giá trị của nó là 97 Khi chúng ta lấy 65 Trừ đi 97 Thì chúng ta được âm 32 Và kết quả khi các bạn sử dụng compare Chúng ta ra kết quả là âm 32 Tương tự nếu chúng ta so sánh ngược lại A nhỏ và A lớn đây, A nhỏ trước A lớn đúng không Thì cái thằng A nhỏ giá trị của nó là 97 Trong bảng ASI Và thằng A lớn là 65 Trừ đi nhau thì ra 32 nên khi chúng ta sử dụng compare thì nó sẽ ra kết quả là 32. Tóm lại là cái phần 32 hay bao nhiêu chúng ta không quan tâm lắm. Chỉ quan tâm là giống nhau thì nó sẽ bằng 0. Nếu mà đứng trước thì nó ra số âm. Còn nếu đứng sau thì nó ra số dương. Đúng chưa? Các bạn quay trở lại IntelliJ này. Chúng ta thử nha. So sánh. Add out này. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng character lưu ý là so sánh thì chúng ta sẽ sử dụng class là character này chấm compare đấy các bạn thấy không compare và nó bảo các bạn là nhập cái thằng tra x cha y vào ấy đúng không thì chúng ta sẽ so sánh hai thằng ký tự lưu ý ký tự đặt trong nhảy đơn giả sử chúng ta so sánh thằng b với thằng b rồi chuột phải run bằng nhau thì chúng ta sẽ nhận được kết quả là không đúng không ạ ở đây nó vẫn còn cái cốt bên trên mình nhập nhá bạn thấy không? Nó bằng 0. Tiếp theo này, nếu mà so sánh một thằng đứng trước và thằng đứng sau, căn nhau D này, thử so sánh thằng A với thằng B đi. Chuột phải, run này. Chúng ta nhận kết quả là âm 1. Âm khi nào? Âm khi thằng A này đứng trước B. Mở lại bảng ASC nhá. Các bạn nhìn cột deck này, đây A đây, đúng không? Là 97, B là 98. 97 trừ đi 98 ra bao nhiêu? Âm 1 đúng không? Đấy, kết quả các bạn ra âm 1 này là số âm. Chính tỏ là thằng A đứng trước thằng B trong bảng ASI đúng không? Đổi ngược lại này. Giả sử chúng ta so sánh thằng B cho thằng A thì lúc này nó sẽ ra là dương 1 đúng không? Đoán nhá. Nhập một ký tự này, nhập bừa vào nhá. Enter này. Các bạn thấy ra dương 1 không? Thì các bạn sẽ hiểu cái vấn đề là khi chúng ta so sánh thì ra dương hay âm thôi nếu các bạn so sánh hai thằng cần kề nhau thì tất nhiên là nó ra là 1 với âm một nhưng nếu chúng ta so sánh xa ra ví dụ như a lớn này, Đấy, a lớn với a nhỏ nhá, chuột phải đan này, rồi chúng ta ra là âm ba hai, tỏ là thằng a lớn này đứng trước thằng a nhỏ trong bảng ASCII, chúng ta chỉ quan tâm nó âm hay dương thôi. À, cái thằng này nó để làm gì? trong trường hợp mà các bạn muốn là so sánh là hai ký tự nó có giống nhau hay không chúng ta có thể kiểm tra là xem là nó có bằng 0 hay không. Đấy thì sau này chúng ta sẽ ứng dụng để kiểm tra mật khẩu chẳng hạn thế, đúng không? Xem là mật khẩu có khớp không. Thì cái này chúng ta sẽ học sau. Bây giờ đến phần quan trọng này, chúng ta có các cái phương thức khác. Ví dụ là kiểm tra xem là có phải số hay không. Số tức là 0 1 2 3 4 5 6 ấy, là số ấy. Tiếp theo là kiểm tra xem nó có phải là ký tự hay không. Ký tự ở đây thì có thể là viết hoa viết thường đều được nhá. Kiểm tra có phải là khoảng trắng hay không đây ví dụ như trường hợp các bạn là để là một khoảng trắng này thì kết quả sẽ trả về là chu được chưa e lower case tức là kiểm tra xem có phải là chữ thường hay không còn e upper case tức là kiểm tra xem là cái ký tự đó có phải là chữ viết hoa hay không chúng ta sẽ khai báo thử ở trong intel gì chúng ta sẽ ẩn hết cái code này đi để đỡ phải nhập đi nhập lại nhiều lần Ctrl shift sược này cha này ch5 đi bằng một số là trong nháy đơn chấm không phải Canyon D, Canyon D này. Canyon D này. CH6. CH7. CH8. Ở đây chúng ta để một ký tự viết thường, để một ký tự viết hoa và để một dấu cách. Kiểm tra này, add out character id kiểm tra thêm thằng CS5 có phải là một số hay không CS5 đó, tương tự chúng ta cũng sẽ có các cái phương thức. Tiếp theo là kiểm tra về e letter này, ilek e này, fpk e này, e ispace này. Đấy can D ra. E letter kiểm tra xem có phải là một ký tự hay không. Chúng ta kiểm tra thằng 6 nhá. Rồi kiểm tra xem có phải là một chữ viết thường hay không. Dùng gì? lowerk kiểm tra thằng 6 luôn. Kiểm tra xem có phải là một chữ viết hoa hay không. upperk. Chúng ta kiểm tra thằng c 7 nhá. 7 này. Kiểm tra xem có phải một khoảng trắng hay không là y e y space. Kiểm tra thằng 8. Rồi, chốt phải run này. Chúng ta sẽ nhận được toàn kết quả là chu đúng không? Bởi vì là ở đây thì mình đã cố tình sắp xếp nó là một số rồi. Nếu như các bạn kiểm tra chéo nhau, chẳng hạn như kiểm tra thằng 7 đi, xem có phải là một số hay không. E IDGit này là kiểm tra số đúng không? Set 7 này, thì chúng ta sẽ nhận được kết quả là phô. Đấy. Thì những cái phần này nó sẽ sử dụng sau này chúng ta học phần string và chúng ta kiểm tra cái độ mạnh yếu của mật khẩu, cũng như là chúng ta kiểm tra cái tính hợp lệ hoặc là kiểm tra xem mật khẩu có khớp hay không ấy thì chúng ta sẽ vận dụng cái này. Chẳng hạn như sau này chúng ta sẽ có một cái bài toán là nhập mật khẩu và yêu cầu là phải có tối thiểu là 6 ký tự rồi là có chữ in hoa, in thường, có số ở trong đó thì các bạn sẽ phải dùng cái này nhá. Nhớ cái này nhập đi nhập lại sau đó chúng ta hiểu để chúng ta ứng dụng vào những bài sau bài học của chúng ta sẽ tạm dừng ở đây mình sẽ review lại toàn bộ kiến thức để các bạn tiện ôn tập nhớ là các bạn hãy rèn luyện thật kỹ để chúng ta còn chuẩn bị cho phần sửa trình tiếp theo cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn thành công